Bây giờ thì mình đi đến cái post thời chiều ở trong group mình coi coi là có một cái câu nào đó nó xem là nó có một cái câu nào đó nó hay hay không. Anh nghĩ sao về việc thông tin của VCS chuyển nhượng đang bị leak ra quá nhiều bởi một bay ẩn danh? Có cách nào để tin các đội không bị leak ra ngoài không anh? Ủa, cái bay này mới chưa thông báo cho mọi người, cái bay Việt Nam Express Esports là mới là người điều hành chính nè. À? Nhưng mà cái bay Việt Nam Esports Express ra bây giờ là mới sở hữu mà. Cho nên mất có nhiều thông tin là chuyện bình thường thôi, có ẩn danh đâu. Mất chưa công bố cái đó ta? Chắc bữa nào phải làm buổi họp báo á. Anh nghĩ sao về việc thông tin của VCS như chuyển nhượng đang bị leak ra quá nhiều bởi một bay ẩn danh? Có cách nào để tin của các đội không bị leak ra ngoài không anh? Chuyện leak thì thông tin thị trường chuyển nhượng là điều bình thường ở thể thao. Nhiều khi chính người trong team leak ra ngoài để nâng giá tuyển thủ đi để nhận được tiền hợp đồng trước thời hạn. Nhưng mà nhiều quá thì nó bị quá đà, với cả làm vậy media các team cũng khổ lắm. Cái khúc các team media cũng khổ này là dẹp. Ông khổ chuyện của ông chứ chuyện chứ bây giờ ví dụ như người ta không có content thì người ta khổ, còn cái chuyện ông không kiểm soát được content của ông thì là lỗi của ông, sao ông trách móc được người ta. Nhưng mà từ từ câu hỏi chính vẫn nằm ở trên nè, thấy không? Giống như cái bạn này nè, cái bạn này là Khánh Lê, nhìn cái là biết tên Khang Lê chứ, bạn này là Lê Khang. Bạn Khang nói như sau: đó là một phần của cuộc chơi, tất cả đều thay đổi, tiến bộ hoặc là bị đào thải. Nó thúc đẩy sự tiến bộ, nghĩ tích cực lên là việc đội content phải làm việc chủ động hơn thay vì bị động chờ thông báo chuyển nhượng. Đó, có ai trả lời gì chứ? Thay đổi tiến bộ bằng cách nào khi mà ví dụ như việc Artemis còn chưa tới Garmin House, tin đã bị leak ra hả ông? Tụi tôi còn chưa kịp chụp hình profile, thậm chí còn chưa thấy được mặt. Điểm tích cực là sự quan tâm của giải đấu tăng, thì giá trị chất xám của các bạn content bỏ ra sẽ có giá trị hơn. Không ai đi leak hay canh đưa một tin giải đấu không có người quan tâm. Vậy làm sao để mình tận dụng được sự quan tâm đang tập trung vào giải đấu bây giờ mới là điều cần làm, chứ không phải làm sao suy nghĩ chặn leak tin. Cái đó đến mùa sau hãy nghĩ. Đứng ở góc nhìn người xem thì mấy ông sẽ thấy vui, nhưng ở góc độ đội tuyển thì không ai muốn thông tin của đội bị leak đâu ông. Đến tuyển thủ còn được yêu cầu giữ kín thông tin đến khi được phép public. Tại sao đến mùa sau mới nghĩ tới chuyện ngăn chặn mà không phải là bây giờ? Trong khi hiện tại thì chả có ai vui vẻ với việc tin tức của đội mình bị tiết lộ như thế. Chuyển nhượng xong rồi, chốt đội hình rồi, leak hay không không còn quan trọng gì nữa mà phải chặn. Đến chuyên nghiệp như bóng đá còn không ngăn được chuyện leak tin thì đòi VCS ngăn được. Chỉ có thể nói có ước mơ là tốt, nhưng thực tế thì chỉ khi nào giải VCS không ai quan tâm nữa thì không ai leak tin thế thôi. Ui, phải liền cái ông Lê Khang này, lập luận của ổng luôn sắt đá gì ta, hay vậy. Rồi tôi vừa mới đọc cái gì vậy, đã quá. Ok, mình quay lại với lại câu hỏi chính của Yến Nhi. Thông tin nội bộ bị tuồn ra ngoài, cái này cái cách duy nhất á đó là mình tuyển người nó kín miệng hơn thôi. Nó chỉ có vậy thôi, nó là chuyện nội bộ chứ nó không phải là vấn nạn chung. Nó là chuyện nội bộ, và chuyện nội bộ bị tuồn ra ngoài thì đó là do cái nội bộ đó nó không có quản lý được nhau hết. Vậy muốn không bị tuồn thông tin ra ngoài nữa thì nghi ngờ thằng nào tuồn thông tin ra, kích hết. Quá đơn giản, câu chuyện quá đơn giản và không có cách thay thế nào khác cả. Nó tuồn sao mày biết được. Giống như ví dụ như thời đợt mất qua Gam làm huấn luyện viên đi, thì mới còn không biết luôn á, thì không biết luôn á nha, chứ đừng có nói mà người ngoài mà tuồn ra thì không biết luôn. Tới ngày tôi nói thì là ngày mai anh đi qua Gam công bố bla bla thì chắc sao giờ anh mới nói cho em biết. Mình phải uy tín tới như vậy, có một số thứ là mình phải giữ kín tới mức có một số người mình không cho biết luôn, mình phải giữ kín tới như vậy. Cho nên cái này nó là chuyện nội bộ thôi Nhi ơi. Ủa mày tên Yến hay tên Nhi quên rồi. Anh nghĩ là cái mà em đang thắc mắc thật sự đó là làm sao để cái sức ảnh hưởng của cái bay đó nó không gây thiệt hại nhiều cho các đội, đúng không? Kiểu vậy. Giống như gần đây anh có đọc trên cái bay đó, cái câu chuyện nó chửi Nguyên Phong quá trời đó. Thì thực ra mấy cái đó thì bây giờ mình cứ coi như là cái fanpage đó là một một cái bên công thành đi. Em có chơi mấy game như Võ Lâm được không? Thì cái bay fanpage đó là một cái bên công thành, và mình là người thủ thành. Vậy muốn thủ thành tốt mình cần gì? Mình cần thêm nhân sự, cần thêm sự hỗ trợ. Vậy sự hỗ trợ có thể đến từ ai? Thì nó sẽ là những người xung quanh mình, những đội xung quanh mình. Anh lấy ví dụ một cái trường hợp đơn giản là khi HMET với Huy Phong có những cái hiểu nhầm với nhau, ai là người có thể giúp được Phong? Là anh. Thì ở đây anh xác nhận câu chuyện là Phong nó không có nói thằng HMET vậy, rồi mới nhắn cho thằng HMET anh hỏi thăm. Anh mới xác nhận là HMET nó cũng không có ghét gì Phong, tụi nó cũng không có xích mích gì bao giờ. Anh post cái bài lên cái bẹp: ừ, hai này hiểu nhầm, tôi đến đây được chấm dứt cuộc chiến. Tưng 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 tư
câu chuyện chuyển nhượng hay quản lý cái gì đó.
anh không biết được. Nhưng nếu những cái người mà có thể giúp được cho SGB không bị chửi là ai? Là Gam, là Cerberus, là Team Well, là Team Flash. Bây giờ một đội boss mộng sẽ tới Tết thôi. Hoặc là nói chung là mình chung tay, mình cùng nhau, mình bảo vệ nhau là hết thôi. Nó tự động nó hết à. Kiểu như nguyên một cái nhóm người bu lại bảo vệ nhau á, là tự động mấy cái kia nó bị văng vách hết à. Thì cái vấn đề nếu như mà cái fanpage đó, cái sức ảnh hưởng của cái bay đó nó quá lớn đi, thì mình không cản được người ta. Tại vì cái bay đó, bây giờ cái bay đó mục đích của họ là cái gì thì mình chưa biết, đúng sai thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà có một số thông tin thì họ nói là nó, họ có thông tin từ bên trong nội bộ các đội gì đó. Thì bây giờ nếu như những cái bài bot trên fanpage đó nó ảnh hưởng tới các đội thì các đội phải tự bảo vệ nhau. Mình chỉ có thể làm vậy thôi. Chứ bây giờ không lẽ đi, không lẽ giờ báo hình sự bắt mấy thằng đó xong rồi bỏ tù, đâu có được. Em thấy bên mình chưa thực sự biến game thủ chuyên nghiệp thành một nghề, và các bạn cũng chưa thực sự chuyên nghiệp. Anh Mú có cho rằng đây cũng là một lý do VCS đi xuống không? Vì tính về kỹ năng cá nhân thì các bạn cũng thua luôn khu vực khác rồi. Rồi cái đờ mà mở. Rồi. Đó cũng tùy người thôi. Giống như ví dụ như kia da thì nó coi cái này là một nghề rất là nghiêm túc. Cho nên cái này tức là xã hội sẽ có người này người kia. Thì VCS thì nó sẽ là một cái xã hội thu nhỏ, thì nó sẽ cũng sẽ có người này người kia. Trời ơi, ông này không biết cái gì mà ông bật luôn cấp lóc lên luôn nè. Anh thấy thế nào về việc hiện tại lạm phát răng cực kỳ nhiều, lên kim cương cao thủ không còn khó như những ngày mùa trước. Chất lượng răng việc đi xuống khi nhiều player hiện tại không thực sự đúng mức răng của mình, gây ảnh hưởng đến việc các tuyển thủ tập luyện không đạt chất lượng tốt nhất. Mong anh đọc và trả lời. Mấy cái thằng tuyển thủ nó có đánh ở dưới cái răng kim cương cao thủ. Trời ơi, cái này ông ngồi ông gà xong rồi ông ngồi ông hỏi cái gì á. Thằng nào tuyển thủ chuyên nghiệp mà tập luyện ở dưới cái răng kim cương cao thủ gì má. Má chơi game thua xong rồi má lên nó bức xúc, má ngồi má bật khóc lóc lên. Cay. Ông này cũng cay dở lắm, bật cấp lóc luôn mà. Hiện tại nếu vào một team thì anh có thể giúp gì cho chiến thuật trận đấu, chiến thuật riêng cho từng vị trí tuyển thủ, hay anh chỉ giúp về tâm lý huấn luyện để tuyển thủ thi đấu tốt hơn, đạt hiệu quả hơn? Thằng này đang nghi ngờ khả năng chơi game của mình ơi. Cái vế một rồi nè, ý nó nói là bạn ông này cũng già, ông chơi game không đọc update Ameta, giữ cách cầu thủ biết gì đâu chỉ. Ờ, hay anh chỉ về giúp tâm lý. Có nghĩ vậy với mình không ta? Anh ví dụ một cái trường hợp cụ thể cho em hiểu đi. Là nếu như anh về anh làm huấn luyện viên, thì cái đầu tiên mà anh có thể giúp được là anh sẽ train cho từng cá nhân nó tốt lên. Tại vì những cái nguyên tắc cơ bản nhất của trò chơi, có một số thứ thì bây giờ không nhiều người biết, cho nên người ta cũng không có thể nào chia sẻ lại cho nhau. Giống như nói ví dụ như khi mà anh vào một đội thì thằng mid của đội đó nó sẽ tự động được nâng cấp lên. Nếu như ngay cái khoảnh khắc mà anh vào trong đội, anh làm, anh không biết, thì anh sẽ tìm hiểu. Tại vì game nó là cuộc đời của anh mà. Còn nếu như anh biết rồi thì anh chỉ việc đơn giản là anh tìm cách làm sao để anh nói cho nó hiệu quả nhất thôi. Và quan trọng hơn á là thằng nó có tin mình hay không. Nếu nó tin mình thì nó mới làm được, nó mới nghe được. Anh Mết có thể cho em và mọi người ý kiến của anh về việc liệu rằng VCS có thể quay lại thời kỳ hoàng kim của mình hay không, hay là nó sẽ chết dần như các khu vực tham dự GBL ngày trước. Ý kiến của mình nha. Hồi GAO 2017, điều kiện tập luyện Gaming House không có bằng bây giờ, lương cũng như không có, tuyển thủ và anh Tinikun đều nghiêm túc, môi trường căng thẳng. Nếu bạn xem nhiều talk show, các chia sẻ của những thành viên cũ như anh Mết, anh Levi, No Way, Tinikun thì cũng thấy. Mà bây giờ thì các đội VCS đường đa số là cao, mà nhiều player thái độ không xem việc thi đấu là công việc nữa. Player bị thỏa mãn với những cái hiện tại không nên có, những cái hiện tại nên không có chí cầu tiến như GAM 2017. Họ muốn thoát ra cảnh khó khăn nên GAM lúc đó mới hoàn toàn 100% nghiêm túc và cố gắng. Dù lục đục nội bộ nhưng mọi người biết, đã biết việc thi đấu teamwork là đặt lên hàng đầu. Chứ bây giờ các team khác lục đục nào là drama, tố qua tố lại, phá team thì không thể nào đi lên được. Đây là ý kiến của mình, có thể sai, có thể đúng, mọi người đóng góp thêm nhé. Mình cũng buồn khi khu vực của mình lại xuống quá so với quá khứ. Trời ơi ông này dễ thương vậy. Thật ra cái khúc này nếu như có khúc cuối thì tôi ngồi tôi chữ banh luôn á. Nhưng mà có khúc cuối dễ thương quá. Sai nha, sai trong cái câu chuyện là hồi xưa không có điều kiện tập luyện Gaming House rồi tụi mình cố gắng, tụi mình thoát khỏi khó khăn. Thật chất từ 2015-2016 là tụi tôi đã kiếm được một tháng mấy chục triệu rồi.
Tức là thời đó khả năng kiếm tiền đã lớn tới như vậy rồi, cái là họ muốn thoát ra cảnh khó khăn đó là sai. Họ muốn vực dậy khu vực Việt Nam, muốn vực dậy, nó đúng hơn. Anh Linh thì khỏi nói về cái gọi là ảnh giàu vãi, anh nị nói hai ba ngôn ngữ, thiếu gì việc làm mệt. Anh muội thời đó livestream Tok TV có hợp đồng các thứ đồ, đâu có khó khăn đâu. Chỉ là khi mà mình chọn cái con đường là ok, tụi mình sẽ bỏ cái thời gian và những cái này để tụi mình đạt được cái tụi mình muốn. Tụi mình muốn cái gì? Tụi mình muốn vô địch, tụi mình đem Việt Nam về thế giới, mình làm thì nó mới bị khó khăn, chứ không phải là làm để thoát ra khó khăn. Nói như vậy thì nó sai, mặc dù thì bạn cũng không có ý xấu nhưng mà sai. Thì tức là hồi đó là một tháng, thì nếu như mà Mết ngồi Mết stream trên Tok TV, Mết vẫn sẽ kiếm được một lượng tiền lớn. Nhưng Mết không muốn thua. Cái này không biết là có nói cho anh em không, nhưng mà có kể cho anh em chưa, nhưng mà cái ngày mà Mết đi ra, Mết là đang ở thuộc biên chế của Garena, là Sài Gòn Fantastic Five đúng không, là lúc đó đang đánh cho F5. Thì Mết được phép đàng hoàng, tức là Mết xin phép thầy Ly rất đàng hoàng để đi ra, để qua BM. Thì cái ngày đầu tiên khi mà Mết, thật ra Mết với lại mấy anh em BM thì quá thân rồi. Mết, anh Vũ, anh Mùi, anh Nị, cái anh Juni, anh Linh, nói chung là Mết với lại mấy anh em Boba là quá thân rồi. Nhưng khi mà ra ngồi nói chuyện liên quan tới công việc và đặc biệt là sự nghiệp á, Mết có nhờ anh Tốt. Anh Tốt là cái anh em có mường tượng là ổng như là một người anh hai của tôi đi. Ảnh ra anh ngồi ảnh hỏi Mết trước đó là mày muốn cái gì, tao ra tao nói cho mày. Thì anh Tốt ảnh ra anh nói cho anh nói với anh Linh á, anh Linh lúc đó là anh lớn nhất của team, và tất nhiên cũng có mấy anh em thành viên trong đội. Thì ra ngồi mấy anh em cũng thân với nhau lắm chứ không phải là xa lạ gì, nhưng công việc là công việc, nói rất rõ ràng. Anh Tốt nói cái ý của Mết là Mết qua BM nhưng Mết vẫn sẽ muốn đảm bảo cái việc đó là Mết nâng cao cái khả năng của bản thân lên và muốn vô địch, chứ không phải là qua để chỉ để kiếm tiền. Đó là rất là rõ ràng là như vậy. Nhưng mà tất nhiên tại vì thời điểm đó là cái việc kiếm tiền nó cũng được, hồi xưa là ao Garena là tại bất mãn cái chuyện tiền bạc mà ao nhiều quá, Garena mới tăng tiền lên cho Sài Gòn Joker, Sài Gòn F5 chứ chứ đó lương bèo thấy ra ao là bất mãn chuyện tiền bạc mà. Anh nghĩ việc không được lựa chọn trong đội hình tuyển quốc gia có ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ của KT trong VCS mùa hè tới đây không? Cái này là cái mà Mết thấy là hơi bị xui. Tức là cái ASEAN này á là một cái dịp mà người ta sẽ lấy ra để người ta chửi thằng KT, tức là những cái thằng mà ghét thằng KT á, nó sẽ được dịp để nó chửi thằng KT thêm nữa, là ừ ngu cúc đi ASEAN nha con chó này nọ, là kiểu vậy luôn. Tức là nó nặng tới vậy luôn. Cái chuyện mà ra quốc tế đánh rồi bị tâm lý hay là cái gì đó thì mấy ông đâu thể nào mấy ông nói đơn giản được, nó không phải là một chuyện đơn giản. Giống như giờ thằng mid nào mà ra thế giới đánh mà chả chả cống tay đâu, thằng Naul, thằng Atifat, thằng Đệ, Foggy, Warzone, tôi cũng vậy, tôi cũng có những trận tôi bị đổ mũ vậy. Cái vấn đề đây là cái này nè, cái vấn đề đây á là câu chuyện truyền thông. Ví dụ như tôi đi, tôi thấy nguyên đám nó như nhau hết trơn á, là thằng nào cũng như thằng nào hết trơn, nó cũng có trận được trận không. Rồi ví dụ như có những cái pha nó đúng là ừ có những pha nó đi lane nó bằng lính hay là nó solo kill, nhưng mà về tổng thể có những pha nó xử lý về macro nó xử lý rất là dở. Nhưng mà chung quy lại thì khán giả người ta sẽ không hiểu được những cái mà nó quá sâu xa đi. Nhưng mà câu chuyện truyền thông là gì, nó đi bằng lính, nó farm hòa ví dụ vậy, thì là nó bằng trình thằng đó. Nhưng mà thật ra cái trò chơi này hơn nhau có một xíu à. Cái trò chơi này á là chỉ cần ông lệch với người ta, ông người ta 10 điểm, ông 9 điểm thôi là người ta đè ông chết. Trò chơi này nó chỉ có như vậy thôi. Cho nên là thua nhau con tí thôi. Thì ví dụ như đợt vừa rồi KT á, cặp bot của Gam nó đi thua lane quá nhiều. Tất nhiên tôi không phải là tôi dùng cái này để tôi chửi thằng Style, thằng nào tôi cũng quý hết, nhưng mà đang phân tích cho thằng KT. Vì vậy những cái gì mà nó ảnh hưởng tới thằng KT là mình phải nhắc, đúng không? Thì có phải là cái giai đoạn vừa rồi Gam, cái cặp bot của Gam là một cái cặp bot mà nó thua lane rất là nhiều, nó thua lane nhiều vô cùng luôn, thì thằng KT nó đâu có được làm nhiều thứ đâu, nó không có được làm nhiều thứ, thì đâm ra là khi nó ra quốc tế bot nó cứ thua hoài. Thì bây giờ đánh cái gì bây giờ, thậm chí mùa vừa rồi có một số ông còn vào hỏi tôi là anh ơi
sao Levi thi đấu nhiều năm như vậy mà Levi còn bị tâm lý, Levi đánh dở với anh. Trong khi tôi thấy Levi đánh tròn vai, tức là Levi tròn vai là tại sao? Tại vì với cái team nó thua lên nặng tới như vậy thì nó làm được gì cả. Chỉ có tròn vai nổi thôi. Tất nhiên cũng có những tình huống sai lầm, thằng nào trái sai lầm bình thường, sai lầm là chuyện quá bình thường thi đấu mà. Cho nên là mới thấy là Kati nó xui. Còn câu chuyện là Asiad thì bích địa một với lại Glory thì cái đó là mất không ý kiến, nhưng mất chỉ cảm thấy là thằng Kati nó xui trong một cái giai đoạn mà tự nhiên nó bị chửi nhiều với Lin á. Nếu như một thằng giỏi á thì nó sẽ dùng cái này giống như là một cái động lực. Thật ra mọi người biết thì Gam năm đó sau khi mà từ BM Boba Marine đổi thành Gigabyte Adonis Marine bị chửi gấp phải 1.000 lần thằng Kati như bây giờ á, bị chửi gấp phải 1.000 lần. Ơi anh em nhớ không, anh em nhớ cái đợt mà BM với lại Gam với lại FQ đang là hai cái đối thủ mà gọi là được giới hâm mộ khán giả của VCS người ta chú ý nhất, thì Gam bị chửi như con chó, anh em nhớ không vậy? Không có nhớ đợt đó Gam bị chửi nhiều như thế nào không? Tại vì cái câu chuyện on star xong rồi vụ mà anh ấy bị chửi là cái gì ta, anh vụ anh bot cái status gì mà con sư tử già xong rồi con đại bàng rồi con cọp gì đó, nhớ không? Thật ra ông nào mà ủng hộ Gam từ xưa tới giờ á mới biết cái vụ đó. Mấy ông phải theo dõi đội tuyển từ rất là lâu mấy ông mới biết mấy cái vụ đó. Hồi đó Gam bị chửi như con chó luôn. Hồi đó tôi đâu có dám bot đâu. Đó là lý nickname con cóc của anh này là từ đó mà ra luôn đó. Là Gam hồi đó bị chửi ghê 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 hơn thằng Kati nữa, nhưng mà trong Gam á tôi nói với nhau cái gì, cứ để họ chửi. Tới lúc mà Gam thắng FQ á là nó tự chứng minh đúng rồi. Mình tự chứng minh mình đúng rồi. Mình không có cần chửi lộn, mình chỉ cần đánh thôi, tại mình không có làm gì sai đó. Cái câu chuyện mà lý do tại sao anh Vũ anh boss sợ tết đó thì với lại anh Nị thì đó là chuyện cá nhân của hai người. Mình là thuộc dạng em út thì mình đâu có nhắc tới làm gì, nhưng bên đây muốn nói đây là về cái câu chuyện là cái áp lực khi mà bị chửi. Nó có thể là động lực nhưng nó cũng có thể là thứ mà nó giết chết người ta. Thì tùy thằng Kati nó sẽ ai sẽ giúp đỡ nó, ai sẽ giải thích cho nó hiểu. Mấy cái này là những cái bình thường, giống như thằng Style đi. Thằng Style cái đợt mà nó bị chửi cái vụ mà No Mom Dog Go Home đó. Mết thì mết thấy là nó sai trong cái việc là nó chửi, nhưng mà lúc đó mọi người kêu là nó chửi Faker, nhưng mà nó đâu phải nó chửi Faker đâu. Thì mết mới nhắn nó thì thôi mày cũng ngu lắm, nhưng mà bây giờ cái cách tốt nhất lấy lại tình cảm của khán giả là mày đánh tốt, chứ mày nói bao nhiêu điều thì cũng vậy à, mày phải đánh tốt. Thì chung quy lại á là chỉ cần cái mùa này nè, cái mùa tiếp theo này nè, thằng Kati nó đánh VCS thiệt tốt, nó ra thế giới nó đánh thiệt tốt, người ta sẽ cảm thấy là cái quyết định không bích Kati đi Asia là sai lầm, đúng không? Cho nên là cái chuyện tương lai nó sẽ trả lời cho quá khứ, nên bây giờ không nói được gì cả. Hiện tại là thằng Kati nó xui, nó rơi một cái giai đoạn gọi là người ta chửi nó, người ta áp lực nó hơi nhiều. Nói chung là một giai đoạn khó khăn, cuộc đời mà ai cũng sẽ có giai đoạn khó khăn đó. Đa phần ở VCS tuyển thủ đều không ý thức được vận động viên tuổi nghề rất ngắn, nên nhiều người không đặt ra câu hỏi là làm sao đi chuyên nghiệp hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, à an phận với hiện tại hoặc là lạc lối bán độ. Theo mới là cách nào để nâng cao được ý thức của tập thể khi mà đa số đang trong trạng thái tự hài lòng và ì tâm lý như bây giờ. Tôi nói thiệt, cái ông Lê Khang này nè, ông này giống như là tôi mấy cái lúc mà tôi ngồi tôi nói chuyện với thầy tôi, ông ngồi ông nghe lén cái gì ơi bơi. Theo mới là cách nào để nâng cao được ý thức của tập thể khi mà đa số đang trong trạng thái tự hài lòng và ì tâm. Ổng dùng cái chữ ì tâm, cái chữ này là đây là lần đầu tôi thấy luôn á, nhưng mà tôi hiểu cái ý của nó. Ông này thiệt, ông này mấy cái lúc mà tôi ngồi cà phê với thầy tôi, ông ngồi kế bên ông nghe hay gì á. Anh em thấy cái này quen quen không? Anh em thấy cái này quen quen không? Đây có phải là cái status hôm trước mất boss trong group không? Anh em thấy cái chữ đầu tiên của cái dòng đầu tiên mất nói là về cái gì luôn không? Là về thỏa mãn luôn. Ông Khang này ông nói theo mết là cách nào để nâng cao được ý thức của tập thể khi mà đa số đang trong trạng thái tự hài lòng và ì tâm lý như bây giờ. Trong khi cái nội dung cái câu chuyện đầu tiên mà mết nói trong cái status của mết là cái chữ thỏa mãn luôn, to đùng đây luôn nè. Cái chữ thỏa mãn nè. Bạn mới được chờ bá luôn. Ông này mát thiệt chứ. Nhưng mà ví dụ giờ nói nhiều quá mai có lên báo không á nhờ. Hôm nay mình nói nhiều. Không, status nó mới chưa cho mọi người đọc được. Cái status đó nó dài quá rồi. Bây giờ nó tới 1.600 chữ rồi.
cái status của mod bị, tức là ban đầu mod cái viết cái status đó lúc mà mod kết thúc là hình như là nó có 530 mấy hay 540 mấy chữ á, hiện tại nó đang 1.600 chữ rồi. Mà trong khi á nha, 1.600 chữ là 1.600 chữ là tôi còn chưa gắn cái ý tưởng cho lý tưởng của cái ông lý trưởng vô nữa nha. Nè, trong này chắc cũng phải 800 chữ nữa là tôi còn chưa gắn cái này vô trong cái status đó, tức là cái status tổng bây giờ nó đã là 2.000 chữ hơn rồi. Bót lên một cái mà suy nghĩ cho kỹ là ăn cám hết luôn, ăn cám hết cả lũ luôn. Mũ. Đa phần ở VCS tuyển thủ đều không ý thức được vận động viên là tuổi nghề rất ngắn, nên nhiều người không đặt ra câu hỏi là làm sao để chuyên nghiệp hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, mà là an phận với hiện tại hoặc là lạc lối bán độ. Theo mới là cách nào để nâng cao được ý thức của tập thể khi mà đa số đang trong trạng thái tự hài lòng và tâm lý y tâm lý như bây giờ. Thì Khang ơi là Khang Facebook clone luôn mà. Nhưng mà ông Khang này hay mà, ông Khang này trong cái cách ông Khang này ông tranh luận với lại Yến Nhi thì ông nói chuyện hay mà. Nhưng mà cái câu của Khang mất không trả lời được đâu. Câu trả lời của Khang nó có trong cái status của mất, trong cái status của mất cái mục thỏa mãn mất viết là đã hết 600 chữ. Mất viết về cái sự thỏa mãn là 600 chữ. Tại mất viết mất có đếm mà. Nhưng mà bây giờ mất không nói được. Tại vì nói thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ.